Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. MU tiếp cận Kudus, Harry Kane nên đến MU. vót hiệu quả nhất lịch sử ngoại hạng Anh. Bí quyết thành công của Eric Ten Hag ở MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU tiếp cận mục tiêu Đút Mặc dù vừa mượn được Kudus MU vẫn muốn tăng cường thêm nhân sự trên hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này với mục tiêu Mohamed Kudus. Chi thực đế huyết hot chỉ là giải pháp tức thời để MU có thêm nhiều lựa chọn tìm kiếm bàn thắng. Eric Ten Hag nhắm Kudus cho tương lai lâu dài. Eric Ten Hag đưa Kudus về Ajax vào năm 2020 nên ông rất hiểu các kỹ năng của cầu thủ người Ghana. Kudus có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau giữa hàng tiền đạo và tiền vệ. Anh đã cắm, chơi hậu công hoặc lùi thấp như một tiền vệ trung tâm khi cần thiết. Mùa này, Cô đút ghi 10 bàn và có hai kiến tạo cho Ajax. Anh còn hai bàn khác với Ghana tại World Cup. MU muốn đẩy nhanh quá trình đàm phán lấy cầu thủ 22 tuổi khi anh được Milan, Tottenham và Liverpool theo đuổi. Harry Kane được khuyên nên đến MU. Ngăn bỏ với Tottenham trong nhiều năm, vươn lên trở thành tiền đạo hàng đầu của ngoại hạng Anh. Song Harry Kane vẫn chưa có một danh hiệu nào trong sự nghiệp. Thành tích lớn nhất của Ken với đội bóng Bắc London là ngôi Á quân C1 2019. Vào tháng 7, Harry Kane sẽ bước sang tuổi 30. Đây là thời điểm để anh rời Tottenham và chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn, nơi không chỉ mang lại cho anh mức lương cao hơn mà còn có cơ hội giành các danh hiệu cao hơn. Một cầu thủ đẳng cấp thế giới như anh ấy xứng đáng với điều đó. Kế hoạch đó được thúc đẩy bởi Gabi Abolaho, cựu tiền đạo của Aston Villa chia sẻ. Harry Kane đã làm mọi thứ với Tottenham nhưng họ sẽ không bao giờ giành được danh hiệu nào. Họ có thể sẽ không về đích trong top 4. MU sẽ giành chức vô địch ngoại hạng Anh trước khi Tottenham làm được. Ken chưa ký hợp đồng mới, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy nên rời đi. MU sẽ giữ Arun Wan -Bissaka. Một vài câu lạc bộ ở ngoài hạng Anh đã được liên hệ để chiêu mộ hậu vệ phải của MU Wan Bissaka trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bao gồm câu lạc bộ cũ Crystal Palace cũng như West Ham và Southampton. Tuy nhiên, việc rời khỏi Old Trafford được cho là bị cản trở bởi yêu cầu về tiền mà MU đưa ra cho các đối tác. Theo giờ săn, Palet muốn mượn Wan Bissaka đến cuối mùa giải, nhưng MU yêu cầu một khoản phí kèm theo vì cầu thủ này đã chơi khá tốt khi được đá chính thời gian gần đây. Sự vắng mặt của Dalot tạo điều kiện cho Wan Bissaka được đá chính và cầu thủ 25 tuổi đã tận dụng tốt cơ hội này để thể hiện mình. Anh góp công lớn trong hành trình ấn tượng của MU kể từ khi ngoại hạng Anh trở lại sau World Cup, giúp đội bóng vươn lên đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội xếp thứ ba Newcastle, nhưng ít thi đấu hơn một trận. Màn trình diễn của Wan Bissaka trước Man City cũng được đánh giá là hay nhất của hậu vệ phải này kể từ khi gia nhập MU vào năm 2019. Chút đã tặng 100 triệu Theo báo chí Bồ Đào Nha, đại diện của MU đã có thảo luận bước đầu với Benfica để tìm kiếm tiếng nói chung trước khi đưa ra đề nghị chính thức cho Anthony Osiva. Siva tiến bộ vượt bậc với Benfica mùa này, trung vệ 19 tuổi là một phần của đội tuyển Bồ Đào Nha. Hợp đồng của Anthony Osiva có điều khoản phá vỡ 100 triệu euro, MU đàm phán trực tiếp với chủ tịch của Benfica với mức phí 60 triệu euro. Sancho nên lấy Ganacho làm động lực. Gia đường Sancho đã không góp mặt trong đội hình của MU kể từ sau kỳ nghỉ World Cup. Eric Ten Hag tiết lộ rằng cầu thủ này đã gặp khó khăn về thể chất và tinh thần. Sancho không tham gia chạy huấn luyện của MU ở Tây Ban Nha trong thời gian diễn ra World Cup và thay vào đó, anh trải qua chuyến huấn luyện cá nhân ở Hà Lan. Làm việc với các huấn luyện viên do huấn luyện viên của MU giới thiệu cho anh, nhưng từ đó đến nay anh vẫn chưa quay lại với đội. Cầu tiền vệ của Liverpool, Danny Murphy đã gửi một thông điệp tới Sancho với hy vọng anh sớm trở lại. Màn trình diễn của Alessandro Garnacho trên một sân khấu lớn như vậy, không nhiều thanh niên 18 tuổi có thể xử lý tình huống này. Nếu tôi là gia đình Sancho, tôi sẽ lấy cậu ấy và màn trình diễn của MU làm động lực. Tôi sẽ không loại cậu ấy vì cân hắc dường như là kiểu người quản lý sẽ cho cậu ấy cơ hội. Casemiro cầu thủ quan trọng nhất của MU. Cựu trung vệ Rio Ferdinand dành nhiều lời khen ngợi đến một bản hợp đồng cập bến Old Trafford trong mùa hè là Casemiro. Trao đổi với BT Sport, cựu trung vệ người Anh chia sẻ, họ sẽ là một tập thể mỏng manh, bạn có thể thấy được những sự rạn nứt. Nhưng, bạn cũng có thể thấy rằng có một sự đoàn kết ở đây và tất cả được gắn kết với nhau bởi Casemiro. Tôi nghĩ Casemiro là phần quan trọng nhất trong toàn bộ mảnh ghép tạo nên MU Cậu ấy là một nhân tố thực sự quan trọng và là chất keo gắn kết mọi thứ lại với nhau. Tất cả mọi thứ đều diễn ra thông qua Casemiro. Moon cân nhắc hỏi mượn Anthony Elanga. Theo nguồn tin từ Doc Moon đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Elanga, đội bóng vùng rút hứa hẹn trở thành biến đỗ khả dĩ với sao mai người Thụy Điển trong bối cảnh tương lai của anh không đảm bảo chắc chắn tại Old Trafford. Việc tài năng trẻ Garnacho chơi nổi bật thời gian qua, vô hình chung đẩy Elanga ra khỏi kế hoạch của Eric Ten Hag. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân, Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Đức muốn tìm hiểu, cân nhắc kế hoạch hỏi mượn Elanga từ MU, đó là điều xác nhận. Về phía cầu thủ, Elanga bỏ ngỏ khả năng cập bến Bundesliga, Everton cũng có sự quan tâm đến Elanga, quyết định còn lại thuộc về MU. MU rất gần với danh hiệu đầu tiên. Đối thủ kế tiếp tại bán kết cúp liên đoàn của MU là Nottingham Forest, một đội bóng đang lo chủ hạng, hiện đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, Trước đó, Quỷ Đỏ đã đánh bại Nottingham với tỷ số 3-0 tại ngoại hạng Anh vào cuối tháng 12. Đối thủ của đoàn quân Ten Hag vẫn đang có phong độ không ổn định khi chỉ thắng 1 trên 3 trận gần nhất. Trái lại, MU đang có chuỗi phong độ cực cao. Với phong độ này, Quỷ Đỏ nắm chắc tầm vé danh vào chung kết cúp liên đoàn Anh trước Nottingham. Nhánh còn lại là Newcastle hoặc là Southampton. Những đội bóng lớn như Man City, Liverpool hay Chelsea đều đã bị loại. Như vậy thì MU đang rất gần với danh hiệu đầu tiên sau 5 năm trắng tay mà có thể đẩy MU vào thế khó. Theo giờ The Atlantic, MU ưu tiên gia hạn hợp đồng với Crawford, Diogo Dalot và David De Gea, cả ba cầu thủ này sắp hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, quỷ đỏ buộc phải trao cho Crawford mức đãi ngộ vượt mức lương trần để có thể giữ chân anh ở lại. Daily Mail tiết lộ người đại diện của Crawford đang đàm phán với MU về một giao kèo mới với mức lương khoảng 300.000 bảng mỗi tuần. Động thái này trái với quy tắc mới của câu lạc bộ, đó là thu nhập tối đa của một cầu thủ không vượt quá 200.000 bảng mỗi tuần. Dù vậy, câu lạc bộ chủ sân Old Trafford có khả năng phải nhượng bộ, lý do là Rashford đang nắm lợi thế trong cuộc đàm phán nhờ phong độ ổn định. Tiền đạo người Anh nhận được sự quan tâm từ PSG. Câu lạc bộ League One có thể dùng mức thu nhập trong mơ để thuyết phục Rashford rời MU. Các trụ cột hiện tại của MU như Rafael Varane, Casemiro, Bruno Fernandes đang nhận lương trong khung 180.000 bảng đến 200.000 bảng mỗi tuần, đi kèm với đó là các điều khoản phụ, bao gồm tiền thưởng tuy thành tích hay việc bị trừ lương nếu không giúp câu lạc bộ dự C1. MU không muốn phá vỡ cấu trúc lương chỉ để đưa về một cầu thủ như cách làm dưới thời phó chủ tịch ed Watt. Trong phiên chợ hè năm ngoái, MU trả mức lương lên đến nửa triệu bảng mỗi tuần để đưa Ronaldo trở lại. Cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi 24 bàn nhưng không giúp MU có bất kỳ thành tích nào đáng kể ngoại trừ vé dự Europa League. David De Gea là thủ môn đầu tiên chịu ảnh hưởng từ quyết định mới. Thủ môn người Tây Ban Nha nhận 375.000 bảng mỗi tuần. Nếu muốn tiếp tục gắn bó với quỷ đỏ thì De Gea sẽ phải chấp nhận giảm đáng kể thu nhập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.